355m Tài khoản của bạn đã bị gắn cờ rủi ro Khóa một ngày để kiểm tra Thì hôm nay nick của em đã được mở lại rồi mọi người nhé Mọi người bán ảo quá Thì dù anh em chơi tay hay chơi phụ kiện Thì đều bị khóa để kiểm tra nhé Độ chính xác của em có 14% thôi mọi người ạ Hết sót của em có trăm thôi Khá là ít anh em nhỉ